Vâng, xin chào mừng các bạn đã kênh nhà quán vlog của mình ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên xin thành cảm ơn các bạn đã dành chút ít thời gian clip vào xem video tiếp theo của mình. Chia sẻ các bạn hôm nay là thứ bảy, ngày 1 tháng 7 năm 2022 các bạn. Và ngày mùng 1 đầu tháng các bạn. Thì hôm nay là mình về tổng thể là hết là 5 con. Đó, thì trong đó có một hai con nghe cái live stream, một con nghe cái cột, một bộ mẹ con. Đó. Thì mẹ con thì con nghe cái nó độc lắm nha các bạn. Mẹ thì chữa lại rồi, đó, chưa là 2 tháng rưỡi rồi. Đó thì bây giờ chữa lại phối bò mạnh Mỹ đó. Bây giờ mình quay chi tiết không thấy hết 5 con này cho các bạn xem và tham khảo. Thì ai ưng con nào thì có liên hệ số điện thoại bên trái màn hình mình nhé các bạn. Rồi, bắt đầu vào nội dung chính của mình. Đó, chi tiết 5 con bò này cho rồi, các bạn xem. Đó, sáng nay bò tiếp tục là về các bạn. Mới đất xe mới xuống xe đây. Đó, một con bò cải chua với lại là một con nghé. Nghé cái sim độc. Mẹ này. Mẹ sim lùng. Ui, mẹ cái độc. Thiên thư. Mẹ chữa rồi nha các bạn. Đó thì tổng quan hết một đàn bò mình này. Đó, bây giờ mình quay chi tiết từng con, từng con. Đó, thì mình quay từ cái con nhẹ tiền nhất tới cái con cao tiền nhất. Đó, cái con này là cái con nhẹ tiền nhất đây. Đó, con này thì dòng là sim. Đó, già nghé rồi. Dày bò, xây tích đồ nghiêm lưỡi đen. Đó, cao 1m2, 1m2 cứng luôn á. Có sát mà hơi gần gần cho không được mập. Đó, 4 vú. À, giờ kéo liền giếm này các bạn. Đó, dày. Đó, chân càng to. Đấy, cao dài. Đó, thì con nghe cái live stream này, mình báo giá công khai là 12 triệu 500 ngàn. Đó, là con này con số 1 nha. Mình quay chi tiết từng con luôn cho các bạn xem. Đấy, con này dần dần lên các bạn, rồi gãi thoải mái. Đó, giá 12 triệu 500 ngàn. Con đầu tiên đây, con số 1. Đấy. Nói chung bò mình là con nào rờ gãi cũng được hết các bạn. Đây, qua chi tiết luôn cho các bạn xem. Đi không? Đi. Đi. Đó, dây dạng này yếm dậu là tốt nè. Lự đen nè. Sẽ tiếp tục nghiêm nè. Đi. Đi. Đó, giá 12 triệu 500 ngàn. Bò chưa ăn nha các bạn. Xíu nữa mình bỏ cỏ ăn, mình quay hết đàn bò ăn cho các bạn xem. Đó, con rẻ tiền nhất giá 12 triệu 500 ngàn. Rồi, tiếp theo. Một con nghe cái cột. Đó. Con này thì nó cao 1m, 1m1. Sập đỏ đen. Chân càng to. Đó. 4 vú. Già nghé rồi. Nói chung là bò mình lựa con nào cũng già nghé nha các bạn, không có con nào còn bú hết. Đó. Dày dặn. Khung sát có. Xế tết đồ nghiêm. Này, bộ đĩa nó bự. Hơi gân gân bò chứ không mập lắm. Đó, ưng đồ thẳng. Này, mẹt mũi rồi. Hả? Rồi, thì con nghe cái cột này mình báo giá công khai là 16 triệu 500 ngàn. Đó, cột phối. Dày dặn. Cao dài. Đó. Giá 16 triệu 500 ngàn. Rồi, tiếp theo con số 3. Đó, nãy là hai con rồi. Đó, tiếp theo con số 3. Con này con là sim. Con này chưa thay răng thay đồi nha các bạn. Gần lên giống rồi. Đó. Bò này khoảng 15-16 tháng rồi đây. Lớn bò rồi. Đi con, đi. Đó, dày đê đúc luôn. Đỏ đẹp, xây tích đồ nghiêm hết. Dày lắm các bạn. Đây, nhìn các bạn nhìn dần yếm này. Đó, đã không? Y như con một đợt phát. Lự đen, xây tích đồ nghiêm. Đứng kìa. Đi. Bò nhiều quá các bạn. Nó đứng nó quay vòng vòng không quay được. Đó, dày đê đúc luôn. Chân càng to. Đi, hờ gần gần bò cho không mập. Chù lì sao mà lì quýnh nó khóc đi nè các bạn. Đi. Đó, khẩu đuôi đồ bự. Đi con, đi ra. Đi. Em qua miếng thôi. Đó. Tạ rồi thắng. Đó, chân càng to. Đuôi ra gần chấm đất. Gần đất. Đó, xây tích đồ nghiêm. Bò này trời ơi, sáng giờ chưa ăn chú uống gì hết cho các bạn. Đuôi nghe đây nghe. Đó, xíu nữa mình bỏ cỏ mình quay cho các bạn xem nó ăn uống ok đấy. Đó. Dày để đốt luôn. Con này nó cao 1m3, 1m35 gì đấy, cỡ đó đó. Mập dày. Đấy. Đi cái con này cứ đi theo. Đó. Đỏ đẹp. Dày dặn chân cánh nó to. Con này mà mốt đẹp con đẹp lắm nha các bạn. Rồi, thì con này mình báo giá công khai là 23 triệu 500 ngàn. Đó, dài đuôi đồ tốt.
lưng phản này. Đó. Ngay cái là sim còn là giống, giá 23.500.000. Con nghe này nghe tốt nha các bạn, nghe đọc á. Chân kiện đầu to. Rồi xíu nữa mình quay cho nó ăn cho các bạn xem. Đó, quay tổng quan bò trước cho các bạn xem ra. Cao dài. Đó. Rồi. Ba con rồi. Theo. Siêu phẩm nữa các bạn. Mẹ con sim luôn. Đó, mẹ này là để ba con rồi, đang chuẩn bụng là con thứ tư. Đó. Khung tàn có, đỏ đẹp, xây tích đồ nghiêm, lự đen. Để nghĩa mát sữa lắm các bạn, nghĩa độc lắm các bạn ơi. Đó, rồi mình quay con mẹ trước đi. Rồi mình quay siêu phẩm nghĩa xem. Đó. Đó, mẹ là đã chữa lại 2 tháng rưỡi rồi nha các bạn. Đó, phối bò manh Mỹ đó. Đó, mẹ mình khám thai rồi, dần dạng lắm. Đó, dòng sim lùng rất là dày. Trục bằng nhìn nhìn. Con nghĩa vẫn còn theo bú nha các bạn, một ngày một lần. Đó, cái bánh sữa. Cũng có con sữa đấy. Mẹ giàu kéo liền yếm này. Chân càng to này. Đó, nghe đang bú đấy. Nghe lớn cỡ đó là một con bú. Mẹ khung tàn dày. Cao khoảng 1m22-23 gì đấy. Cỡ đấy. Mẹ mập mập, dày bò. Đó. Đó, thì bộ mẹ con này mình bán. Nếu mà ai mua luôn mẹ con thì mình bán theo giá mẹ con. Đó, còn nếu mà bán chiếc từng con thì mình tính theo giá chiếc từng con. Đó, thì đó, nếu như các bạn bắt từng con thì mình báo giá theo giá từng con. Thì nếu các bạn bắt luôn bộ mẹ con này thì mình báo giá công khai là 40.500.000. Đó, mà nếu mà bắt từng con là mình tính con bà mẹ là 21.500.000. Đó, con nghĩa là 19 năm là thành 41.000.000 các bạn. Đó, là 500.000 đó là tại vì mình bán tách ra các bạn. Ê, chuột cho nó bán mấy con nghĩa. Đó, thì nếu ai mua tách thì mình bán tách, còn ai mua cụm luôn á thì mình tính giá 40.500.000. Đó, mẹ này để con rất độc và rất mắc sữa nha các bạn. Đó, ba con rồi, đang chuẩn bụng là con thứ tư. Đó, ren còn cao vời vợi luôn. Đó, mẹ rất là dày. Bò núi các bạn, là dì không này. Đó, mẹ giàu kéo lên yếm này, 4 vú, chân càng to này. Đó, dòng sim lùng. Không cao lắm nhưng mà rất dày. Đó, tà đuôi đồ tốt. Mong đuôi đồ tốt. Đó, dày rất là đẹp bò. Để mình quay xa hết cửa luôn cho các bạn xem cho kỹ. Chứ mình không có quay gần. Ừ, mẹ dày dặn. Chân cảnh nó to, có đuôi bự. Mẹ chữa là 2 tháng rưỡi nha các bạn, mình khám thai rồi. Đó, phối bò manh Mỹ. Chú là chú thích trao bò lại không các bạn. Giờ không có trao bò siêu nên chú chỉ phối bò lại thôi. Đó, đây là con mẹ, giá 21.500.000. Đó, ai bắt luôn một cặp thì giá 40.500.000. Mà nếu mà bắt lẻ là mình tính con mẹ 21 năm và con nghĩa 19 năm là thành 41.000.000. Đó, mẹ này dùm sim lùng. Rất là dễ ăn nha các bạn. Rồi xíu mình bỏ cỏ cho các bạn em xem cho bạn xem. Nhà chú ăn ghê lắm. Đó, mẹ đỏ đẹp xây tích đồ nghiêm lửa đen. Cao khoảng 1m mấy á. Đó, chưa tới 1m25 nhưng mà còn 1m mấy. Dùm sim lùng nó hơi dày dày. Lùng mà này dày. Rồi, đây. Siêu phẩm. Trụt chà, nó đỏ, eo của bạn đỏ, đỏ bầm luôn á. Con nó đây. Dây thì thao khôi phải bạn. Đó, xây tích đồ nghiêm lửa đen. Đó, các bạn nhìn nhận yếm á, nhìn dầu nó các bạn thấy. Dầu kéo liền yếm nha các bạn. Con này không có bị lăn o đỏ lử gì nha các bạn, bình thường hết nha. Đó, đỏ đẹp một mèo. Khâu đuôi bự, đuôi dài, đó, đuôi như mẹ luôn các bạn. Vậy phải gọi là đe đúc luôn. Hàng này độc nha các bạn, hàng thường. Nó sẽ tích nghiêm lửa đen. Đó, con này thì mình chia sẻ các bạn luôn là hồi nhỏ nó có bị viêm da não cục, hồi mới có đẻ ra được 1 tháng 3-4 ngày gì đó là bị viêm da não cục, thì chú cũng có chia sẻ luôn. Đó, là ông không có chiếc kim chiếc đồ gì hết, ông chỉ cho uống nước dừa với lại là những đồ mát thôi. Đó, cho mà bò này thì tốt lắm các bạn. Ui, nghe nghe đọc dày khối phải ăn luôn. Đó, cái lưng này như một cái thớt này, các bạn quay các bạn xem. Con này ông nghe cái này là cao khoảng 1m15. Đó, đứng gần bằng mẹ. Nhưng mà nó dày thật khôi phải bạn. Tai đồ vừa, lữ đen, xe tích đồ nghiêm, đỏ đẹp, đỏ đậm luôn các bạn. Bộ đĩa đồ tốt, xương chậu đồ tốt. Tới mẹ, đi. Tới quay nghe mẹ. Đó, các bạn nhìn những yếm nhìn dậu không? Dày gứa không? Đó, chân cảnh đồ to, 4 vú. Ui, dày sao mà dày. Dày phải đồ ghiền luôn rồi các bạn, không đuôi bự. Đúng mẹ, đúng mắt sữa luôn. Đó. Nói chung bây giờ nó còn mấy cái chấm 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 sơ sơ thôi các bạn, chứ cũng không có nhiều lắm. Ra lông rồi hết rồi, bình thường rồi.
cho bạn nghe này là nghe đập nè các bạn. Vậy sao mà vậy, vậy một cục thịt ấy. Đó, các bạn nhìn bộ mông, bộ đuôi nữa, bộ lưng nữa các bạn thấy. Con mẹ này gọi là đẻ con là gọi là đẳng cấp này các bạn. Đó, chất lượng luôn á, nghe quá độc. Đó, thì ai bắt con mẹ thì giá 21.500, mà nếu ai bắt con nghe cái đây thì giá 19.500, cùng bắt luôn mẹ con thì giá 40.500. Đó, mẹ là đã chữa lại 2 tháng rưỡi rồi nha các bạn, phối bò mạnh Mỹ. Đó, thì chú theo chú chia sẻ là phối bò mạnh Mỹ. Đó, còn cái chuyện chữa là mình đã khám thai rồi. Đó, mình bảo hành cái chuyện chữa cho các bạn luôn. Đó, mẹ con rất là dày, rất là đẹp, đỏ đẹp. Rồi đây các bạn, đó, nói chung là con nào con nói em uống cũng rất là tốt. Đó, từ lớn tới nhỏ. Nói chung là cái máng mình nó leo dữ quá, nó gãy cha cái máng quá. Bò này gì được phá dữ quá, nó bán lộn dữ quá, máng chịu không nổi. Mình bữa hai bữa nữa mình làm lại chuồng trại mình nữa. Về là ưng ưng nó bỏ đi sang tay, không biết đường nào á, buồn lắm các bạn ơi. Đi con mua mấy triệu là chết. Đó, các bạn nhìn nước ăn này đó, con nào ăn cũng uống tốt hết, con cột cũng tốt, con mè cũng tốt. Đó, con nghe đây cũng tốt. Đó, con là sim cũng tốt, hay là sim trong này cũng tốt. Đó, ai ưng con bò nào thì mua bò nấy, cái bò nào ăn uống cũng tốt hết rồi. Con nghe nó vẫn ăn uống tốt rồi, khỏi tách mẹ nó vẫn ăn uống tốt. Đó, rồi tổng quan là bao nhiêu đó các bạn, xem một ngày. Đó, được ăn đó. Đó, thì vấn viện ngày nay là chỉ có 5 con thôi. Đó, tính đầu con thì 5, nhưng mà tính mẹ con thì còn 4 thôi. Đó, thì trời nói chung mới mưa xem cỏ cũng nhiều các bạn. Bây giờ mình tranh thủ đi cái cỏ, rồi chút xíu nữa tối rồi trời mưa xuống nữa cái cỏ không kịp. Rồi, nói chung thì ai yêu thích cái con nghé nào thì cứ liên hệ với số điện thoại bên góc trái màn hình của mình đó, là số điện thoại là 0367888228. Đó, còn nếu mà ai ở gần thì tới địa chỉ thôn An Thạch, xã Sơn An, thị xã An Khê để xem bò thực tế. Đó, ưng con nào thì bắt con nói. Đó, còn không ưng thì cứ uống nước trà vui vẻ rồi về, do không sao hết các bạn. Rồi, nói chung chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Rồi, bye các bạn.